Cận cảnh gương mặt siêu đáng yêu của con trai diễn viên Lê Khánh vừa tròn 1 tháng tuổi. Cách đây vài giờ trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lê Khánh và ông xã Tuấn Khải vừa chia sẻ hàng loạt khoảnh khắc trong ngày tổ chức lễ đầy tháng cho con trai. Cô hào hứng nhắn nhủ cô cưng của mình: "Hôm nay ba mẹ và gia đình cúng đầy tháng cho con, cầu mong cho con được bình an và thành nhân." Đây cũng là hình ảnh đầu tiên mà cô chia sẻ về con trai trong suốt 1 tháng qua. Cậu bé được ba mẹ đặt tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Khang. Sau bao năm chờ đợi thì cả hai cũng đã đón chào thêm thành viên mới cho tổ ấm, và đây là những ngày hạnh phúc và đáng nhớ nhất của họ. Nữ diễn viên lộ rõ niềm vui và hạnh phúc khi bế con trai 1 tháng tuổi trên tay. Tuấn Khang chính là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho hai vợ chồng diễn viên. Rất nhiều khoảnh khắc ghi lại nụ cười rạng rỡ của Lê Khánh. Thực hiện thiên chức làm mẹ là mong muốn của cô bao lâu nay, chính vì lẽ đó mà cô không thể giấu được sự hân hoan này. Ông xã Tuấn Khải cũng chuẩn bị đầy đủ các nghi lễ và dâng hương lên ông bà. Những người thân thiết trong gia đình cũng đến chia vui với hai vợ chồng. Sau hơn 4 năm kết hôn thì Lê Khánh đã hạ sinh con trai vào lúc 13:50 ngày 6 tháng 10 tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Cậu bé nặng 3,3 kg và gia đình cũng đã kịp thời ghi lại hình ảnh xúc động của hai mẹ con trong phòng sinh. Trước đó, nữ diễn viên từng chia sẻ, con cái đã giúp cho tình cảm vợ chồng của cả hai thêm gắn bó hơn. Trong khoảng thời gian mang thai, ông xã thường hỏi vợ cảm thấy như thế nào, có biểu hiện gì khác lạ. Cả hai thường xuyên trao đổi các chủ đề xoay quanh thai nhi, nuôi dưỡng con thế nào trong những... Ốc Thanh Vân và loạt sao Việt đồng loạt chúc mừng Lê Khánh sinh con trai đầu lòng. Vào tối hôm qua ngày 15 tháng 10, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Lê Khánh vui mừng thông báo tin vui đến khán giả sau hơn 1 tuần sinh con trai đầu lòng. Cô viết, sau bao ngày mong chờ thì gia đình đã được gặp con, thiên thần nhỏ của cả nhà. Khánh xin được cảm ơn những lời chúc, sự quan tâm của những người yêu thương đã dành cho mẹ con Khánh. Nữ diễn viên Lê Khánh cho biết, cô sinh hạ con trai đầu lòng vào 13:50 ngày 6 tháng 10 tại Bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh. Cậu bé được vợ chồng Lê Khánh, Tuấn Khải đặt tên là Nguyễn Tuấn Khang. Bên dưới phần bình luận, rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết đã gửi lời chúc đến Lê Khánh như Ốc Thanh Vân, Huy Khánh, Tiến Luật, Lương Thế Thành, Thúy Ngân, Xuân Lan. Hiện tại, Lê Khánh đã được đưa về nhà, sức khỏe của cô cũng ổn định và khỏe mạnh. Trên trang cá nhân, Tuấn Khải đăng tải hình ảnh đi diễn với Lương Thế Thành cùng câu nói: "Hai anh em diễn với nhau vở diễn này từ lúc hai đứa còn trai tân, cho tới lúc hai đứa thành gia thất, vẫn diễn. Bây giờ hai đứa đã có con, vẫn còn diễn thật thú vị hen." Hoa hậu đại dương Lê Âu Ngân Anh lần đầu trải lòng sau 1 năm đăng quang đầy sóng gió. Trong 1 năm sau khi đăng quang, Hoa hậu đại dương Lê Âu Ngân Anh lần đầu viết tâm thư trải lòng trên trang cá nhân. Hoa hậu đại dương 2017 đã có những tâm sự về khoảng thời gian từ lúc đăng quang, trải qua nhiều sóng gió bủa vây cho tới thời điểm hiện tại. Dòng trạng thái khá dài của Ngân Anh nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ. Cả tháng nay, vùi đầu tập trung với việc học trên trường và quên bẵng đi cả ngày giờ, thời gian. Có lẽ sẽ không bao giờ quên tháng 10 năm rồi, đã đánh dấu một kỷ niệm khó quên trong tuổi trẻ của mình. Ít ai hiểu được đây là một thử thách mới mẻ, nhưng cũng khó nhằn cho một cô gái mọt sách, khép kín như mình, chuyển sang thành một cô gái điệu đà, sắc bén, kiều kỳ, mà người ta vẫn hay gọi là nữ hoàng sắc đẹp. Đã là thử thách thì sẽ không bao giờ là dễ dàng, nhất là khi với những kỹ năng, tình huống mình chưa từng trải qua. Nhưng tuổi trẻ cần những thử thách như thế để bước ra vùng an toàn của mình. Ngày này 1 năm trước, khoảnh khắc cả tên Lê Âu Ngân Anh được sướng lên trong những giây phút hồi hộp nhất của đêm chung kết, mình đã không kìm được mà đã khóc thật to, cho đến nỗi mắt mũi nhăn tít xấu xí vô cùng. Nói đùa vui thì chắc mình là hoa hậu không có một tấm ảnh nào lúc đăng quang để đợi đời. Giây phút đó mình khóc vì mọi công sức, nỗ lực, quyết tâm của mình đã được ban tổ chức, ban giám khảo ghi nhận. Vì đây là viễn cảnh mình luôn tưởng tượng và mơ ước từ bé đã trở thành hiện thực. Chắc chắn rằng bất cứ một cô gái nào cũng đã từng cho mình ước mơ đội chiếc vương miện, mặc một bộ váy lấp lánh, bước đi kiêu hãnh dưới ánh đèn sân khấu lung linh, trong ánh nhìn của hàng nghìn người. Ngô nghe thay, khi tất cả các cô gái đều khao khát có được chiếc vương miện ấy như một thứ trang sức lộng lẫy hào nhoáng bên ngoài, chứ chưa bao giờ hiểu được giá trị thật sự và sức nặng của nó. Vâng, và chỉ sau giây phút đó thì mọi thứ dường như đảo ngược và vượt quá suy nghĩ của mình. Vì sự chuẩn bị không tốt về sức khỏe và tâm lý khiến mình có một diện mạo gây khó hiểu.
Mình chưa bao giờ trách truyền thông và khán giả, đôi khi dùng lời lẽ cay nghiệt và ác ý với mình. Nếu ở vị trí của họ, khi nhìn thấy hình ảnh của cô gái này trên báo chí, mình cũng khó có thể dành thiện cảm cho cô gái này ngay được. Chỉ giận bản thân đã không thể hiện được hết khả năng của mình. Nhiều anh chị báo chí vẫn luôn hỏi Ngân Anh rằng, có bao giờ Ngân Anh cảm thấy mệt mỏi quá mà muốn từ bỏ chiếc vương miện này chưa? Hay cũng có nhiều bạn vẫn bình luận rằng, Ngân Anh hãy trả lại vương miện đi, sao cứ khư khư giữ mãi cái danh hiệu hảo huyền ấy? Vì đối với Ngân Anh, đó là sự trao đi vô cùng trân trọng và niềm tin. Vì sự kỳ vọng mà ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi đã dành cho mình, những anh chị thâm niên trong nghề và những người đã dõi theo mình từ những chặng đường đầu tiên. Mình không giành lấy nó từ tay của ai và cũng không cho rằng nó là bàn đạp tiến thân hay đổi đời để mà cố chấp giữ khư khư bên người các bạn à. Những gì mình đang làm cũng không nhằm mục đích chứng tỏ câu chuyện mình xứng đáng hay không nữa, mà là cho bản thân mình, gia đình mình, những người luôn hỗ trợ và đặt niềm tin vào mình. Để trả lời cho câu hỏi một năm qua Ngân Anh như thế nào, phải nói rằng có quá nhiều giai đoạn thăng trầm và đảo lộn. Phải mất hơn 3 tháng sau khi đăng quang, mình mới có thể bình tâm và ngồi xuống suy nghĩ thực sự mình muốn và cần gì. Suốt thực thời gian đó mình mất hẳn cả sự tự tin, lẫn niềm tin về năng lực của bản thân. Hành động nào, lời nói gì, hay gặp ai cũng phải e dè và suy tính hơn. Và mình đã nhận ra điều đầu tiên mình cần khôi phục lại chính là sự quyết tâm và tự tin. Mình quay trở lại trường với việc học lên thạc sĩ. Mình đi học các khóa kỹ năng mềm, tìm hiểu thêm về ngành thời trang và tham gia những dự án cộng đồng. Mọi người sẽ thấy cô gái này lặng lẽ và không có sự bứt phá. Nhưng nhà cao thì cần nền móng vững chắc mà. Mong là khi Ngân Anh trở lại, sẽ đem lại được cho mọi người sự bất ngờ nhé. Nhân đây thì Ngân Anh cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã luôn ở bên trong lúc áp lực đè nặng nhất. Em cảm ơn các anh chị trong nghề đã cho em những cơ hội, lời khuyên để em vững vàng hơn trên con đường của mình. Sau một năm khá im hơi lặng tiếng ở showbiz Việt, nhiều người đang mong chờ sự lột xác của Ngân Anh trong thời gian sắp tới. Bất ngờ với sự trùng hợp của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La khi có tình mới khiến fan choáng váng. Sau khi chia tay, cả Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La đều có cuộc sống riêng và tìm được người mới. Trong khi Hà Hồ công khai chuyện tình với Kim Lý, chồng cũ của cô cũng thoải mái chia sẻ chuyện hẹn hò chân dài Đàm Thu Trang. Nhiều fan đã tìm ra những điểm chung thú vị giữa Hà Hồ và Cường Đô La sau khi công khai người mới. Thoải mái công khai, đăng ảnh tình tứ với người tình mới. Sau khi hợp tác chung trong MV Cả Một Trời Thương Nhớ, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà đã phải lòng nhau. Tuy nhiên, mãi đến giữa tháng 11, cặp đôi mới công khai chuyện tình cảm trong ngày sinh nhật tài tử phim Hương Ga. Trong ảnh, Hồ Ngọc Hà không ngại hôn lên má bạn trai. Hình ảnh tình tứ này đã được người hâm mộ truyền tay một cách chóng mặt. Sau khi công khai, Hà Hồ và Kim Lý cũng thoải mái xuất hiện ở các sự kiện trong làng giải trí. Hà Hồ thoải mái xuất hiện bên cạnh bạn trai, điều mà hiếm khi trước đây cô làm. Sau khi chia tay Hạ Vi, Cường Đô La bị đồn hẹn hò Đàm Thu Trang. Tuy nhiên, phải 2 tháng sau, vào giữa tháng 9 năm 2017, Cường Đô La và Đàm Thu Trang đồng loạt chia sẻ trạng thái đã đính hôn, gián tiếp công khai chuyện tình cảm. Không phải là người trong làng giải trí, song Cường Đô La vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Anh từng gây xôn xao khi đưa bạn gái tham dự sự kiện Car and Passion 2018. Trong suốt 7 năm qua, đây là lần đầu tiên anh tham gia hành trình siêu xe cùng bạn gái. Anh và cô đã trải nghiệm chuyến đi dài 1.500 cây số. Cường Đô La ân cần hôn lên tóc bạn gái trong tiệc cưới Diệp Lâm Anh vào tháng 5 vừa qua. Danh nhân nổi tiếng còn thoải mái vào livestream trò chuyện với người hâm mộ cùng chân dài họ Đàm. Cả hai thoải mái thể hiện tình cảm mỗi khi tham gia các sự kiện trong làng giải trí. Đi du lịch cùng con trai. Sau khi công khai, cặp đôi Hồ Ngọc Hà, Kim Lý chia sẻ hình ảnh đi du lịch chung. Trong những chuyến đi này đều có sự góp mặt của bé Su Bèo, con trai chung của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La. Hình ảnh Hồ Ngọc Hà cùng con trai và Kim Lý tại sân bay. Giống như nữ ca sĩ Quảng Bình, doanh nhân Phố Núi cũng dành nhiều thời gian cho bé Su Bèo. Anh từng đưa bạn gái đi đón con trai sau một buổi học. Chuyến đi gần đây nhất của cặp đôi là tới đảo thiên đường Maldives. Những hình ảnh tình tứ của Đàm Thu Trang và chồng cũ Hà Hồ khiến nhiều người chú ý. Đưa người mới về ra mắt gia đình. Kim Lý tới thăm và chúc Tết gia đình bạn gái vào dịp Tết 2018 vừa qua. Về phía Hà Hồ, cô cũng sang Thụy Điển thăm mẹ Kim Lý.
Sau khi công khai mối quan hệ, Cường Đô La và Đàm Thu Trang cũng đã đưa nhau về ra mắt gia đình đối phương. Khi chân dài xứ Lạng đưa mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh đón năm mới, Cường Đô La cũng có mặt trong buổi tiệc gia đình của Thu Trang. Động thái này cho thấy cả hai đều muốn một mối quan hệ